Ngày 22 tháng 10, các cơ quan chức năng đã kiểm tra và rào chắn hai lối đi tự phát ngang đường sắt tại huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Cụ thể, các lối này nằm tại km 1629 300 thuộc xã Xuân Trường và km 1635 190 thuộc xã Xuân Thọ. Dù đã được rào chắn nhiều lần trước đây, người dân vẫn phá dở để tiếp tục sử dụng, gây nguy hiểm. Đặc biệt là lối đi tại xã Xuân Thọ, vốn là điểm nóng về trực tự an toàn giao thông đường sắt. Trước tình trạng này, đội cảnh sát giao thông đường sắt số 2 phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch xóa bỏ và bàn giao cho địa phương quản lý nhằm ngăn chặn tái phát. Theo thống kê của cơ quan chức năng, đường sắt Bắc Nam qua Đồng Nai có 57 lối đi hợp pháp nhưng vẫn tồn tại nhiều lối đi tự phát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.